Vâng, thưa quý vị khán giả, khám phá và chinh phục những đỉnh núi cao và tận hưởng cái cảm giác nhìn từ trên cao xuống những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ có lẽ là một điều mà ai cũng muốn có được một lần trong đời. Nhưng với người mà trong 9 năm qua đã chinh phục tới 30 đỉnh núi cao ở vùng núi Tây Bắc thì không biết rằng là đây sẽ là một đam mê hay đây là một cái điều gì đó còn lớn hơn thế với chàng trai 8X đang ở trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào bạn Đỗ Mạnh Linh. Xin chào hai MC và xin chào quý khán giả. Vâng ạ. Lúc nãy khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh của anh ấy, thì em thật sự muốn hỏi là cảm xúc đứng ở trên đó như thế nào anh? Ở trên đỉnh của những ngọn núi. Những cái đỉnh núi mà khi mình khám phá ra ấy, thì mà mình chinh phục được nó, cảm thấy rất là tự hào, mình đã vượt qua được một cái thử thách cho bản thân mình. Nhất là những cái cung đường khó đi, nguy hiểm, những cái vách đá, những cái ngọn suối nó chảy thiết khi vào mùa mưa. Có thể là đi trong quá trình có thể trơn trượt, rồi xảy ra những tai nạn mà ngoài ý muốn mình không thể kiểm soát nổi. Ví dụ là mình bước vào một cái bãi cỏ nhưng mà chẳng may là trơn. Em cũng một trường hợp cũng là ở đỉnh Chu Vang 12 ở bên tỉnh Lai Châu, thì em cũng bị sụt xuống một cái hố, nhưng mà hố đấy nó cũng hơi lông, nó không sâu lắm, thì tay do tay mình bám vào được những cái cành cây rồi những cái bụi cỏ, thế là mình vượt qua được. Rồi lên đến đỉnh thì cũng là một cái khi mà vượt qua được rồi lên đến cái đỉnh, lúc đấy nó cảm thấy là mình nhức coi như kiểu tan hết những cái đau khi mà mình ngã thướt sát trên chân tay ấy đấy. Xong rồi là phải nói rằng là cái leo núi thì không phải là lần đầu tiên mà chúng tôi được trò chuyện với những nhà leo núi, nhưng mà tại sao lại bắt đầu leo núi, tại sao lại chinh phục tới 30 đỉnh núi cao ở vùng núi Tây Bắc? Là một cái tình cờ của mình. Cái hội nhóm của mình là có hội nhóm leo núi riêng mình thành lập ra, và mình cũng tự mà lên cung rồi tự kêu gọi một số anh em trong trên nhóm để đi leo cùng. Thì năm 2014 chắc cuối năm, rồi. Tập cuối năm đấy, cách đây khoảng 9 năm thì mình cũng leo một đỉnh đầu tiên trong sự nghiệp của leo núi của mình. Nói chung là coi này như là sự nghiệp đi, bởi vì là đúng, mình lúc nào mình cũng là người dẫn đoàn mà. Thì đỉnh đấy nó thuộc giáp biên giới, đỉnh đấy tên là Phan Luông, độ cao khoảng 2000m. Đỉnh đấy có những cái mỏm đá sống ảo khi mà mình leo ra ngoài ấy. À, leo ra ngoài nó trồi ra ngoài, nó trồi ra ngoài. Nếu mà những người là sợ độ cao ấy thì không dám ra đâu. Đây tôi đây. Thì nhìn xuống dưới là một cái vực, nếu mà chảy chân một cái là có thể là xuống mất mạng như chơi. Đúng. Không phải đơn giản là mình cứ lên là mình nhảy nhót trên đấy được đâu. Đấy. Đấy. Em đã từng nhìn thấy rất là nhiều những cái bức ảnh những bạn bè của em đi và chụp. Đôi khi em cứ tưởng là chỉ là một mỏm đá nhỏ nhô ra thì mình ngồi đó mình lựa góc là sẽ có một bức hình như vậy. Nhưng mà không, có những cái mỏm đá thật sự rất là treo leo. Bây giờ có những cái công nghệ mình có thể là dùng ghép vào được Ngân ạ. Dạ vâng. Chắc là em sẽ sử dụng cái công nghệ đó. Ở đây thì em đây đang nhìn thấy Đại Lâm Mộc là tài khoản của anh ạ? Không, phải lấy là một cái link lên Facebook của mình. À, có khi anh ấy là Đại Lâm Mộc nên là anh ấy có phải lên núi anh ạ. Bạn ấy là tuổi đấy là Đại Lâm Mộc đúng không? Nó là Mệnh Mộc. Mệnh Mộc đúng không? Nghĩa là Mệnh Mộc, Đại Lâm Mộc, cây cổ thụ trong rừng lớn. Đó, thành ra nên là cứ phải leo núi, phải chinh phục như vậy đó. Em là nước dưới khen nên thôi. Em không dám leo. Ở đây thì em thấy là có 30 ngọn núi và ở đó có những cái độ cao. Vậy có phải là cái ngọn núi cao nhất sẽ là ngọn khó nhất không? Hay là đâu là cái ngọn núi mà anh cảm thấy độ cao khó khăn nhất? Độ cao của ngọn núi thì mình xếp theo thứ tự. Đúng rồi, theo thứ tự này rồi. Dưới lên trên thôi. Nhưng đâu là cái đỉnh núi khó nhất? Đỉnh khó nhất như độ cao của đỉnh Fatipang nhá, là cao nhất. Nhưng bây giờ là nó cũng là dễ rồi. Do cái khác thì khai thác du lịch ấy, người ta làm đường, người ta làm những cái bậc thang cũng rất là dễ. Ngày xưa leo Fatipang là rất là khó luôn. Đúng rồi. Bây giờ là rất là đơn giản. Nhưng mà đỉnh đó là đỉnh Lam Can. Lam Can là một đỉnh độ cao khoảng gần 3000m thôi. Thực ra nó cũng không cao bằng Fatipang đâu. Rồi. Nhưng nó đang ở xếp cái top đứng đầu trong các đỉnh núi. Tại sao? Bởi vì nó có độ khó, độ nguy hiểm, rồi những cái vách núi nó treo leo. Nghĩa là mình cảm nhận là mình phải dùng dây mình leo lên, nhưng hoặc là một là mình lấy dây chạc này, hai là dây rừng này, hai là mình phải dùng chân, dùng tay mình để mình bò lên. Đôi khi em còn có những cái ngọn núi mà em còn phải như kiểu mình phải ốp sát vào vách núi ấy để mình lên, như cái đỉnh Chu Vang 12, đỉnh đấy nó cũng rất là vất
Được, cao 2751. Đỉnh đấy là cũng thuộc tỉnh Sơn La, à tỉnh Lai Châu. Ừ. Đấy. Hầu như là những đỉnh núi thuộc gần vùng Tây Bắc, nó thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn mà. Ừ. Thế vậy là nó cũng chỉ san sán như nhau thôi. Yeah. Nhưng mà cái độ khó thì nó lại khác hoàn toàn. Ừ. Không phải là cứ cao là khó. Đúng rồi. Có khi là thấp nhưng lại là khó hơn là những người cái cao. Do cái địa hình của nó rất là khác nhau nữa. Vậy có một cái kỷ niệm nào mà gặp nguy hiểm đáng nhớ nhất mà có thể nói là khiến bạn cảm thấy chột dạ, không biết là có hơi lung lay cái tinh thần leo núi không? Kỷ niệm của em đáng nhớ nhất là nó là một cái đỉnh, nó là vừa nói đấy, là đỉnh Chu Vang 12. Thật ra nó mới đầu là nó một cái dốc, dốc nghĩa là nó thẳng đứng luôn như này. Nghĩa là cảm thấy là mình phải bò lên chứ không có thể hiện là mình cứ đi lên như kiểu đi theo cái bậc thang đâu. Không có chỗ nào để mà mình nhìn xuống dưới nhá, nó là một cái vực. Bạn phải hiểu là nó một cái vực. Xảy ra một cái là trượt chân một cái, mà hôm đấy là thời tiết cũng là bị mưa. Mình cũng bị ngày đầu tiên là mưa nên là nó cũng có mưa nên nước nó bám vào những cái vách đá. Xảy chân một cái mà may ấy, xảy chân một cái nó may, nếu mà may mắn ấy thì chỉ là xước sát thôi. Nhưng nếu mà nặng hơn thì có thể lăn một cái xuống đập đầu vào một cái mỏm đá nào đó, là coi như là mình cũng nói như là yêu với thiên nhiên luôn. Trời, coi như là ở lại với thiên nhiên luôn. Anh Linh, là em hỏi thật, với những cái trải nghiệm như vậy thì làm cách nào vợ anh cho anh đi mà tới 30 đỉnh? Em nghĩ là với những trải nghiệm em cho 3 đỉnh thôi là em thấy nhiều lắm rồi đó. Thật ra thì vợ mình cũng biết mình từ cái thời mà mình còn hay đi chinh phục những đỉnh núi hoặc là đi phượt ấy. Mình cũng biết là cái tính cách của mình như thế. Và cũng mình cũng quen vợ mình trong cái chuyến mình đi phượt. Đấy là cũng biết nhau rồi, mến nhau, cảm thấy tính cách hợp nhau thì cũng sau đó là tiến đến tán rồi yêu rồi thành lập gia đình. Mình lên vì vậy là vợ mình cũng ủng hộ, cũng cảm ơn vợ là cũng ủng hộ cái là niềm đam mê của mình. Không cần phải giấu bất cứ một điều gì đúng không? Không, mình không bao giờ mình đi chơi mà mình phải giấu gì hết cả. Mình thẳng mà mình đi leo núi muốn môn thể thao lành mạnh. Đúng chứ rồi. Không phải là một cái gì đó rất là may mắn đấy. Tôi nghĩ rằng là như vậy, bởi vì thực ra thì để những người thân của mình có thể ở nhà và chờ đợi bạn trở về, mà mặc dù biết là bộ môn leo núi này cũng rất là khó khăn, rất là nguy hiểm nữa. Vậy với những người cùng chung đam mê, những người đang chuẩn bị có thể bước vào cái con đường này, thì người chuyên chinh phục những đỉnh núi cao, Đỗ Mạnh Linh có cái lời khuyên gì không? Lời khuyên của em thì thực ra những cái đỉnh nó có độ khó khác nhau thì cũng đồng thời làm cái chinh phục nó cũng khác nhau. Rồi cái nguy hiểm nó cũng khác nhau. Thì những người mà mới thì lên chọn những cái cung thấp nhiều về chiều cao so với cái độ mức nước biển của nó là từ nó tính theo cái khoảng bao nhiêu thì là vừa sức với những người mới nói chơi. Nói chung là khoảng rơi đồng độ trên 1000. Ví dụ như một cái 1400 như cái đỉnh vừa rồi em leo Cao đây, Xiêm. Cao Xiêm thì thực ra nó là bên Quảng Ninh, nhưng mà nó cũng không phải là nó là không phải là cao nhất. Bởi vì bên Quảng Ninh nó còn một cái đỉnh là Quảng Nam Châu. Đó là lóc nhà của Quảng Ninh cơ. Sắp tới đây thì em sắp một tuần nữa thì em cũng đang lên kế hoạch để mình leo cái đỉnh núi đấy. Vừa ngắm hoa ở bên đấy luôn. Ở bên rất đấy là thú vị. Có Bình Liêu, Bình Liêu mà. Cảm ơn lời khuyên của Đỗ Mạnh Linh, của Mạnh Linh cho những người leo núi. Và tôi nghĩ rằng là nhìn những cái bức hình mà bạn có được ở trên các đỉnh núi thì cũng là một cái nguồn động viên và rất là nhiều những kỷ niệm để bạn sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh núi cao khác nữa. Hy vọng sẽ sớm có một ngày để gặp lại bạn với cái danh sách có thể là gấp đôi, hoặc có thể là có thêm thật nhiều những cái đỉnh cao mới trong việc chinh phục. Cảm ơn Mạnh Linh đã đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn quý khán giả. Cảm ơn hai MC.